Trong hành trình ấy, mẹ đã ở giữa tiền tuyến Cana và cung cấp người phục vụ. Mẹ đã nhận ra sự thiếu thốn đây cuộc đời như thế chúng con và mẹ đã thưa với Chúa. Mẹ ơi, giây phút này xin mẹ đồng hành với quý phụng tử chúng tôi sinh năm đến và cộng đoàn dân cách Chúa này. Để giữa dòng sức vàng cả ngày, chúng con cảm nhận sự ca bàn tay yêu thương của Chúa luôn tâm bày với mỗi người chúng con. Điền đời dẫu còn đó những sông ba và bão táp, điền đời dẫu còn đó những sông chết, nhưng có mẹ trong tình yêu của Chúa, chúng con sẽ an vui vượt những đường lễ thứ trần gian để tìm về quê trời vinh phúc, hưởng tình yêu gốc việc mà Chúa luôn ban tặng cho mỗi người chúng con. Yeah.